Hello, xin chào anh em đã quay trở lại kênh Alimechine. Tiêu Viêm đánh nhau học viện già Nam Đoạn Xà cả lên. Với sức mạnh cực kỳ ảo ma Canada của mình, Tiêu Viêm đánh bại hầu hết các đối thủ trên bảng xếp hạng của học viện già Nam. Trong đó có một số người bị Tiêu Viêm tung đấm không thương tiếc. Người đó không ai khác chính là Phạm Lao của Huyết Tông. Ở lần bình luận này anh em cùng mình xem về cuộc chiến giữa Tiêu Viêm đấu linh và đấu hoàng Phạm Lao ai sẽ win. Phạm Lao khi xuất hiện đã ở Hắc Giáp Vực, bằng vào sức mạnh trình độ đấu hoàng cùng thêm tài lẻ lẫn tài chính của mình, nhanh chóng thành lập ra bang phái Huyết Tông có mặt tại khu vực này. Danh tiếng lẫn sự độc ác của Phạm Lao không hề bàn cãi. Hắn rất hổ báo cáo trồn trong rất nhiều năm buồn lâu mà chưa ai dám động vào một cọng tóc. Đương nhiên cuộc đời Phạm Lao từ khi gặp Tiêu Viêm đã thay đổi thăng trầm xuống dốc. Hắn từ một ông già có số má tại vùng đất Hắc Giáp Vực, thì thằng con trai Phạm Lăng không hiểu đi đứng kiểu gì tông vào Tiêu Viêm lăn đùng ra đất chết. Nên Phạm Lao tìm mọi cách muốn gạt dò Tiêu Viêm, kể cả có chấm nhầm người khác cũng kệ. Do Phạm Lao từng sai con trai mình đỡ Phạm Lăng tham gia cuộc đấu giá, nên Phạm Lao đã nhận được cái xác của Phạm Lăng. Khi Tiêu Viêm từng nghe lời Dược Lão chặn đường giết Phạm Lăng thành công để lấy âm dương huyền long đan hay một số vật phẩm khác, vì vậy Phạm Lao đã dựa vào manh mối công cụ gây án dị hỏa của Tiêu Viêm xác nhận người nào dùng dị hỏa màu xanh chính là hung thủ giết Phạm Lăng. Một thời gian sau, trong lần Phạm Lao dưới sự lãnh đạo của Hàn Phong đi vào viện Già Nam hỗ trợ ăn trộm dị hỏa với Lạc Tâm Viêm phá phong ấn, Phạm Lao đấu hoàng thà chấm nhầm Tiêu Viêm đấu linh dẫn đến tử vong. Hắn chắc chắn 100% Tiêu Viêm giết con trai Phạm Lăng không hề sai. Tuy nhiên Tiêu Viêm có sự hỗ trợ của em bé nghiện thuốc tưởng nhân cầm chân Phạm Lăng một thời gian, hắn mới thích nghi mượn sức mạnh của Dược Lao đánh lui đám người Phạm Lao và Hàn Phong chạy văng dép không dám quay đầu nhìn lại. Mà trong trận chiến này Phạm Lao rất mạnh so với Tiêu Viêm chênh lệch giữa đấu hoàng và đấu linh. Tuy nhiên bởi vì công pháp âm hàn của Phạm Lao lại bị dị hỏa của Tiêu Viêm khắc chế, đó cũng chính là một lợi thế cho Tiêu Viêm. Phạm Lao sau trận chiến với Tiêu Viêm bị thương cực kỳ nghiêm trọng, hắn được Hàn Phong cho một số loại thuốc kê đơn chữa bệnh mới khỏi được. Trải qua 3 năm sau, Phạm Lao đi theo Hàn Phong liên minh tổ chức của Hắc Minh. Hắc Minh gồm có các bang phái của Hắc Giáp Vực gộp thành một chống phá viện già Nam. Trong lần Phạm Lao mang theo nhiệm vụ của Hàn Phong là dẫn người đi đến tiêu môn của Tiêu Lệ anh trai Tiêu Viêm lập ra Hắc Giáp Vực, Phạm Lao nghe đồn Tiêu Viêm rơi xuống thiên phần luyện khí tháp đang ở cách đây 1 năm. Hắn nhanh chóng không sợ trời không sợ đất quẻ nát chiến trường của tiêu môn định giết Tiêu Lệ. Dĩ nhiên Phạm Lao tính toán chỉ mất một nhịp, Tiêu Viêm không hề chết mà vẫn còn sống đã trở lại. Mặc dù khoảng trống chênh lệch giữa Phạm Lao giành đấu hoàng bạch kim hơn so với một bậc của Tiêu Viêm giành bạc đấu vương, Tiêu Viêm đã dễ dàng hạ gục Phạm Lao bằng vài đòn đánh cơ bản. Đến nỗi Phạm Lao trước khi chết sợ đái ra máu giả cho nổ cơ thể, một phần linh hồn bỏ trốn tìm ngày hồi sinh. Tuy nhiên Tiêu Viêm đâu phải hạng lùa gà làm màu để Phạm Lao chạy được. Hắn đã bắt linh hồn Phạm Lao giết chết làm đám dỗ trong ngày hôm đó. Cảm ơn anh em đã xem hết video.